Rồi, chào quý chị các bạn trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì đây em cũng có hàng loạt xe Toyota mới đây. Tiện qua showroom thì em quay nhanh video báo giá cho quý anh chị các bạn đang tìm hiểu cái dòng xe mới của Toyota. Đầu tiên mình có Toyota Fortuner, đây là bản một cầu số tự động nhá. 1.080 triệu đồng. Hiện nay thì trong tháng 5 tới thì phiên bản này chúng ta giảm đâu đó vào khoảng từ 15 đến 18 triệu đồng, tặng kèm một bộ phụ kiện trị giá 10 triệu theo xe, dàn kính, trải sàn và camera hành trình. Phụ kiện này thì nó có thể quy đổi về tiền mặt được nhá, tuy nhiên thì cái mức giá quy đổi như nào thì sẽ thay đổi theo từng thời điểm. 1.080 triệu đồng và lăn bánh ở Bắc Ninh ấy, thì đâu đó chúng ta sẽ hết vào khoảng suýt soát 1.170 đến 75 triệu nhé, kể cả bảo hiểm thân vỏ luôn. Duy nhất phiên bản này thì chúng ta khuyến mại nhiều thôi. Còn nếu mà là Legender như bên cạnh đây cũng là một cầu số tự động, 1.195 triệu đồng. Đó thì cái mức giá đâu đó bọn em chỉ giảm được khoảng gọi là giá lộc cho khách hàng khoảng 5 triệu thôi, 5 triệu tặng dàn kính, trải sàn. Lăn bánh thì chúng ta suýt soát khoảng tỷ 3 rồi đúng không ạ? Thì tất nhiên so hai xe thì Legender vẫn đẹp hơn rất là nhiều rồi. Công năng sử dụng thì cũng gần như là tương đương. Đó. Ngoài ra thì hai phiên bản này bọn em còn ba phiên bản Fortuner khác nhé. Một cầu số sàn thì 55 triệu đồng. Tháng này thì bên em đang giảm giống như phiên bản số động thôi, khoảng 15 đến 18 triệu đồng tặng kèm phụ kiện cho xe. Ở ngoài ra phiên bản cao cấp 2 cầu giá ngoài tỷ tư thì thật sự là xe hơi khan. Và quý anh chị có nhu cầu mua xe phiên bản cao thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua line đang đính kèm trên màn hình nhé. Chi tiết thì từng xe thì em cũng đã quay và đánh giá nhanh từng xe rồi. Đó, anh chị vui lòng tìm mẹ giúp em trong cái Hatchback Fortuner nhé. Ở đây chúng ta có Camry 2.0e này. Hiện nay thì do Camry sản xuất 2020 chúng ta đã đẩy đi gần hết rồi. Camry nhập Thái nguyên chiếc sản xuất 2021 thì tháng 5 tới bên em chỉ giảm đâu đó khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng tiền mặt theo xe thôi, cũng không nhiều. Rồi, Vios mới nè, 3 phiên bản 478, 531 và 581 thì trong tháng 5 tới thì đa phần các xe Vios của từng địa phương chúng ta sẽ được tặng kèm luôn 1 năm bảo hiểm thân vỏ nhé. Mức giá dao động có thể giảm từ 18 đến 20 triệu đồng theo xe. Đó, cụ thể từng phiên bản như nào thì anh chị bốc máy alo giúp em. Cuối cùng thì đây bọn em cũng phải cập nhật qua nhiều khách hàng hỏi quá. Toyota Cross 3 phiên bản thì hiện nay đều ký chờ tối thiểu đến tháng 7 và tháng 8 nhé. Như phiên bản Hybrid mà anh chị đang xem trên màn hình đây thì bọn em ký chờ đến khoảng tháng 9, tháng 10 rồi. 1.8V thì tháng 8 nhé, và 1.8G là tháng 9. Giá xe thì hiện nay thì bọn em bán đúng giá niêm yết và chưa có chương trình khuyến mại cho xe. À chị. Đặc biệt thì bọn em có chương trình khuyến mại giảm giá khá là nhiều dành cho Toyota Altis. Thì mẫu xe này thì chương trình ưu đãi cho hai phiên bản 763 và 733 triệu đồng lần lượt là 35 đến 40 triệu đồng và tặng kèm rất nhiều phụ kiện giá trị cho xe. Anh chị có nhu cầu quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Rồi, đi sâu hơn tí này. Vì Forerunner cháy hàng đấy, cho nên là cái dòng bán tải này bên em cũng được hỏi rất là nhiều. Hai lắc một cầu số tự động hay hai lắc hai cầu số tự động, giá 674 triệu đồng giá niêm yết cho phiên bản một cầu số tự động nhé. Tháng này tháng 5 tới thì bên em giảm 5 triệu tặng dàn kính, trải sàn cho xe. Mức giá lăn bánh dự kiến vào khoảng 720 đến 730 nhé. Khách hàng trả góp tối thiểu thì chuẩn bị cho em đâu đó vào khoảng 200 triệu đồng. Đó. Xe cũng không nhiều đâu, những cái xe nhập khẩu như Fortuner Hilux này, Yaris này, Cross này thì hiện nay bên em cũng không có quá nhiều xe. Đấy. Anh chị có nhu cầu thì mua ở Bắc Ninh vì hiện nay đã phân vùng theo từng địa phương thì
vui lòng với lại trực tiếp với em qua lại là đính kèm trên video.